Dạ, mến chào cô chú anh chị, cô bác gần xa đến video tiếp theo của Năm Non Bảy Núi nha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì hiện tại giờ Hiền đang đứng lơ lửng ở dưới chân núi nha cô chú anh chị. Thì đây là đường núi lên núi Tượng, thì hôm nay Hiền sẽ đi khám phá. Và một cái điểm mới của núi Tượng là cung đường nha cô chú anh chị. Thì Hiền sẽ đi đến lên trên cung đường, thì cái đoạn đường từ đây thì cũng lên trên đó thì cũng hơi hiểm trở nha cô chú anh chị. Thì Hiền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi khám phá cái nơi chỗ Năm Non Bảy Núi, wow, rất là huyền quy ha cô chú anh chị. Thì kính mong thì cô chú anh chị mình theo dõi và đón xem ở nơi không cảnh của vùng đất Thất Sơn ở An Giang này như thế nào. Thì cô chú anh chị ơi, mình núi Tượng là tọa lạc ở Ba Chúc, thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang nha cô chú anh chị, là nằm trong những ngọn núi là Năm Non Bảy Núi. Thì hôm nay thì Hiền sẽ quay sơ cảnh cho cô chú anh chị, thì cũng trời mùa hạn thì cô chú anh chị ơi, cây nó cũng hơi sơ sát hết trơn rồi nha cô chú anh chị mình. Dạ, thì cô chú anh chị ơi, thì bây giờ Hiền sẽ tiến dần về phía cung đường nha cô chú anh chị. Đây là dưới chân núi đi lên ha cô chú anh chị, mình chân núi mình đi lên là đá rất là hiểm trở, cũng rất là cao cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mình thì có đi núi trong vùng Năm Non Bảy Núi này thì nhớ cô chú anh chị mình cũng phải rèn luyện thể lực về cái đôi chân của mình nhá cô chú anh chị. Chứ lâu lâu mà đi núi mình không có rèn luyện thể lực là bảo đảm luôn cô chú anh chị sẽ bị sổ 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 chân nha, sổ mình luôn. Hiền mới có đi lên từ ở dưới lên đây chừng khoảng tầm 20 mét mà cũng đã thở rất là hổn hển rồi. Thì thường thường mình đi núi là mình không không nói mệt nha, mình phải nói là khỏe quá, khỏe quá, để cho những vị sơn thần nơi đây ông thấy ông thương mình, ông độ cho mình đi đến trên đỉnh núi luôn nha cô chú anh chị. Thì cái tiếng nói của Hiền hiện tại rất là hổn hển vì thở, phải nói là nhịp tim đập cũng hơi mạnh, thở cũng hơi mạnh chút. Cô chú anh chị thấy không? Rất là đẹp. Những cái pho đá, tảng đá rất là cao. Ha. Thì trong thời gian Hiền quay thì cô chú anh chị nào mình có tâm linh thì mình thấy những cái tảng đá có hình dạng là những sinh vật hay con này con kia, thì cô chú anh chị mình comment để cho Hiền hiểu biết hơn ha cô chú anh chị. Thở rất là mạnh cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay thì Hiền cũng có đi với hai người, người em với một người anh. Cây cũng trời nắng thì nó mùa hạn nó cũng sơ sát hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Lá cây nó muốn rụng hết ha, nó không còn xanh tươi. Thì toàn là đá, đá rất nhiều. Đây là núi Tượng nha, còn gọi là Liên Hoa Sơn á cô chú anh chị, là nằm trong Năm Non Bảy Núi. Cục đá trên đó nó chỉ chồng chồng xếp lẫn nhau. Người ta nói rằng là ở trong những kinh sách, kinh kệ của thầy có giảng rằng là cái ngọn núi Tượng mình và Liên Hoa Sơn mình là sau này Phật ngự nha cô chú anh chị, thì không biết có phải hay không. Thì cô chú anh chị mình hãy comment xuống dưới để cho Hiền hiểu biết hơn. Thở cũng hơi nhanh cô chú anh chị ơi.
Nhìn cái tảng đá trên kia là hoàn toàn là nó gác qua gác lại với nhau. Thường thường nơi đây thì cái lượng khách về đây thì cũng rất là đông. Nhưng mà hôm nay chắc có lẽ là không phải là ngày chủ bảy, thứ bảy chủ nhật thì cũng vắng ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình ở xa thì muốn về cái Thất Sơn An Giang thì cô chú anh chị hiện cũng có để số Zalo dưới phần mô tả ha cô chú anh chị, là Hiền sẽ dẫn cô chú anh chị mình biết nơi đây nơi đó, biết vùng đất Thất Sơn này, những gì Hiền biết thì Hiền sẽ chỉ dẫn để cho cô chú anh chị mình khám phá để biết nhiều hơn địa điểm trong những năm non bảy núi ha cô chú anh chị. Cái điện thoại của Hiền nó hơi cùi bắp quá nên thành ra cũng không có đẹp về những hình ảnh. Nếu mà điện thoại đẹp thì chắc quay rất là đẹp ha cô chú anh chị. Sắp sửa mình lên tới cung đường nha cô chú anh chị, thì trước mắt là những cái khối đá rất là to, rất là lớn trên đây. Là trên đó là để cái chữ cái lối vô cung đường nha cô chú anh chị. Thì Hiền cũng có nói là cô chú anh chị nào có thương Hiền, tin tưởng đến Hiền thì có đi du lịch hoặc là đi khám phá vùng Thất Sơn này hoặc đi cúng thì sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi những cái ngọn núi khám phá những chỗ linh thiêng ha cô chú anh chị. Một cái khối đá rất là to nơi trên núi Tượng nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng đang đứng hầu như là muốn gần tới đỉnh nha cô chú anh chị. Nói chung là núi Tượng thì không cao cho lắm nhưng mà đoạn đường đi nó rất là hiểm trở ha cô chú anh chị. Mình giờ mình sẽ tiến dần về nơi cung đường ha cô chú anh chị, là có những mũi tên hướng dẫn mình đi vào trong cung đường. Cô chú anh chị thấy rõ ha, đây là một cái tảng đá rất là to, rất là lớn. Thì trong đây nó có một cái khe núi, khe đá. Mình bước vào trong đây thì chắc cũng lẽ là cung đường nha cô chú anh chị. Đây khe đá nè cô chú anh chị ơi, cục đá bên đây chỉ là chịu và cục đá bên đây có cục đá rất là nhỏ ha, đá nhỏ để kê rất là lạ ha cô chú anh chị. Đây có những cái hang nhỏ ở trong khe đá. Phải chi biết chỗ nào trèo lên đó ha, mà không có đường để trèo. Trèo lên trên lên đỉnh luôn cho cô chú anh chị mình để biết được xung quanh và toàn cảnh. Cô chú anh chị không thấy không? Hiện tại giờ mình đang đứng trên đỉnh núi thì nhìn xuống là ruộng á cô chú anh chị. Thì ruộng người ta cũng đã cắt xong rồi, người ta cũng đốt đồng xong rồi. Cây cối rất là sơ sát. Trời nắng mà, khi mà nơi đây thì trời mưa thì cây cối nó sẽ xanh tươi lại nha cô chú anh chị mình. Dạ cô chú anh chị ơi, thì Hiền cũng có một cái sự tưởng tượng ha cô chú anh chị mình, để cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thì trước mắt là Hiền quay cho cô chú anh chị mình xem là có một cái pho đá rất là to, nhìn giống như cái hình mẹ Quan Âm hoặc là hình Phật ha cô chú anh chị mình. Thì trên đó là cô chú anh chị mình thấy rất
giống như có một cái đầu không, và bên đây thì có một cái tai ha cô chú anh chị, cái tai, còn trên đó là cái đầu ha cô chú anh chị. À, cái mình cái lưng kìa, nhìn xuống dưới núi ha cô chú anh chị mình, là cái hình tượng của giống như là một cái tượng Phật nhìn xuống dưới núi nước ha cô chú anh chị, còn gọi là Thủy Đài Sơn, nhìn rất là kỳ bí không cô chú anh chị, y chang luôn ha, nhìn thấy cũng có mặt mũi kìa, tai và lưng. Và phía đây thì gông gông, nhìn cái gông gông đó cô chú anh chị mình, giống như là một cái áo vậy đó. Chú thấy, cô chú anh chị thấy rõ ha. Rất là kỳ bí những cái hình thù, những tượng đá nhìn giống như thật, giống như tượng Phật thật cô chú anh chị mình ơi. Thì Hiền sẽ dựng đứng cái điện thoại lại để cho cô chú anh chị mình, để mình dễ dễ thấy rõ toàn cảnh hơn ha. Cô chú anh chị thấy rõ không? Giống như là một cái đầu nhìn xuống chân núi, và cái áo chàng và cái lưng ha cô chú anh chị mình. Rồi ở trên cái cạnh đó giống như là một cái tay, hoặc chắp tay lại, hoặc cầm một cái bình hồ lô hay là sao đó, nhìn rất là kỳ bí và lạ lùng ha cô chú anh chị mình. Dạ cô chú anh chị mình ơi, thì nơi đây thì cô chú anh chị mình thấy một cái cây không, cái cây rất là mạnh, sức sống rất là mãnh liệt ha cô chú anh chị. Chỉ bám bụi và gông, và chỉ sử dụng là nước trong đá để mà sống thôi ha cô chú anh chị mình, rất là mãnh liệt. Thì nói chi là con người mình ha cô chú anh chị mình, cho dù gian khổ cỡ nào, trong gai cỡ nào, cũng phải cố gắng vượt qua những cái sự gian nan vất vả về cuộc sống ha cô chú anh chị mình. Cái thời tiết nắng mưa, sương gió, giông bão cũng vẫn có sức sống như thế này, rất là mạnh liệt và rất là ý nghĩa ha cô chú anh chị mình. Thì Hiền sẽ tiến dần vào trong một cái ngôi miếu ở trong cung đường, đây là gọi là cung đường nha cô chú anh chị mình. Thì trong đây thì có một cái khe, cái hang động, khe núi hang động ha cô chú anh chị mình. Đi vào đây thì cũng có thờ những cái ly hương. Thì cô chú anh chị mình ơi, khi mình đi đến núi thì mình gặp những cái ly hương như thế này ha cô chú anh chị mình. Thì mình cũng nếu mà bụi bặm hoặc là thấy không được sạch cho lắm thì cô chú anh chị mình thì cũng có thành tâm để mình quét dọn ha cô chú anh chị mình. Mình quét dọn để mà mình nhiều khi cái sự may mắn trong cuộc sống của mình sẽ nhiều hơn, và có tài có lộc và sức khỏe mình cũng dồi dào ha cô chú anh chị mình. Thì mình quét dọn xong rồi thì cô chú anh chị mình nhận thấy những cái ngôi thờ như thế này thì mình cũng đảnh lễ để mà dạ Nam Mô Đà Phật, để mình thành tâm là mình đến đây thì mình cũng khấn nguyện để mình bớt đi những cái phiền lo trong cuộc sống ha cô chú anh chị mình. Dạ thì bây giờ thì Hiền sẽ tiến dần vào, đây là cái hang, thì mình sẽ đi vào trong đây ha cô chú anh chị. Thì trong đây thì cũng có một ngôi miếu thờ rất là linh thiêng ha cô chú anh chị mình. Thì nơi đây thì cũng có người quét dọn cũng rất là sạch sẽ, thì Hiền cũng không quét dọn thêm. Thì Hiền sẽ đi dần vào trong đây. Trong đây có những
cái hang nhỏ nhỏ ha cô chú anh chị mình. Trên đó là thấy đường đi lên đó mà không trèo lên được cô chú anh chị mình đây. Thì mình sẽ đi có một bức thang người ta đã xây để mình đi lên, để mình khám phá nha cô chú anh chị. Thì nơi đây thì có một bức thang đi lên trên đây, chắc có lẽ là lên trên đỉnh luôn ha cô chú anh chị. Đây hơi khó khăn ha cô chú anh chị mình đây. Phải bò lên mới được cô chú. Nơi đây cũng có thờ một cái ngôi miếu ha cô chú anh chị, cái bà Ly Hương nhỏ. Và cô chú anh chị mình rất là may mắn khi gặp một ông thần tài, ông địa ở nơi đây ha cô chú anh chị mình. Đây cô chú anh chị mình thấy rõ không, lấp lánh luôn ha. Thì sẽ quay sơ lược đây là đường đi xuống dưới nè cô chú anh chị mình đây. Dạ thì bây giờ mình đã bước lên trên toàn hoàn toàn là đỉnh núi luôn cô chú anh chị ha. Thì sẽ quay toàn bộ bên đó là núi Miền phải không kì. Bên đó là bên Miền nha cô chú anh chị, bên Campuchia một cánh đồng, đi băng qua bên đó thì vẫn có một con sông để ngăn cách giữa biên giới của mình và nước bạn ha cô chú anh chị. Thì có những cái cánh đồng còn vàng vàng là họ chưa cắt, rất là đẹp ha cô chú anh chị mình. Hiện tại giờ mình đang đứng ở trên đỉnh luôn nha cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh núi Tượng nha cô chú anh chị mình. Đó, thấy thằng em nó khổ cho nó bò lên trên đỉnh đá. Dạ thì Hiền cũng sẽ bò lên. Cầm điện thoại giùm em nha. Quay. Khó lên quá. Hai cô chú anh chị mình ơi, hiện tại giờ mình đang đứng trên cao nhất. Hai cô chú anh chị. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi, sắc sơn hùng vĩ, rất là linh thiêng. Và màu nhiệm nha cô chú anh chị mình. Thì có dịp nào Hiền có đủ kinh tế thì Hiền sẽ mua cái điện thoại nào nó hơi bộn bộn một chút để mà có hình ảnh đẹp hơn để mà quay cho cô chú anh chị mình xem. Là Thất Sơn, quê hương của mình rất là đẹp và rất là huyền bí nha cô chú anh chị. Trong năm non bảy núi, quyền ảo ảo ha. Uống sao chào lên đó được ta. Cầm điện thoại cho anh ấy. Cầm nợ. Leo đá là phần 2. Khó lên chứ. Bám vô mấy cái kẻ đó. Ừ. Nơi đây cao nhất cô chú anh chị ơi. Nơi đây mới là cao nhất nha. Nơi trên đỉnh thì có một cái ngôi thờ, thì chắc là thờ thiên ha cô chú anh chị mình. Thì Hiền sẽ bước qua đó. Dạ thì nơi đây thì cũng có gác ghến ha cô chú anh chị mình. Thì mình đi đến đâu thì mình gặp những cái cây cối hay lá thì mình dọn dẹp để mà cho nó trang nghiêm hơn ha cô chú mình chị anh chị mình.
đây trên đây thì cũng có một cái cây sức sống rất là mãnh liệt. Nơi đây cũng không có nước nôi gì hết. Ở dưới đó thì hiện thấy những cái ngôi nhà là những cái quán nước dọc đường để cho khách thập phương mình có đi lên núi thì cũng có điểm để mà dừng chân để mà nghỉ ngơi uống nước ha cô chú anh chị mình. Wow, đây một cái vật luôn cô chú anh chị ơi, hiện hơi bị rung chân đó cô chú anh chị mình thấy không, đó là một cái vật rất là xa. Hiền cũng hơi sợ độ cao cho lắm nên thành ra Hiền cũng đi mé mé vô để chắc ăn hơn ha cô chú anh chị mình. Dạ bên đây thì cũng có một cái ngôi thờ, một cái ly hương để thờ cúng, và dưới đó thì cũng có một cái ngôi miếu đỏ đỏ. Nhìn giống ông tượng nằm nè cô chú anh chị. Đây núi tượng nha, thì cái tảng đá như thế này giống như một ông tượng, ông đang nằm. Dạ cô chú anh chị ơi, thì mình sẽ đi khám phá một nơi khác nữa nha cô chú anh chị mình. Giờ cô chú anh chị mình ơi, thì mình sẽ đi nơi tìm một cái nơi khác để mình khám phá thêm, để mình biết nhiều ha cô chú anh chị mình, để biết được cái là ở trên đỉnh núi tượng mình thì có những sự linh thiêng và rất đẹp như thế nào. Thì cũng cái đoạn đường thì cũng hơi hiểm trở nha cô chú anh chị, thì có những người trẻ trẻ thì mới dám leo lên tới đây nha cô chú anh chị, sợ độ cao quá thì cũng không thể nào lên tới đây được. Giờ hết biết đường xuống luôn rồi, thì hiện sẽ quay cái ngôi miếu này cho cô chú anh chị mình. Dạ, thì giờ thì mình sẽ đi xuống, mà giờ cũng mất phương hướng để đi xuống luôn rồi. Ê gì? Còn quên cái bọc. Chút xả xuống, hai ly đường khác. Dạ thì giờ mình sẽ đi xuống cái đường cũ ha cô chú anh chị mình. Thì mình xuống mình lấy bọc đồ. Nơi đây linh thiêng lắm cô chú anh chị ơi mình, để mà khám phá những nói chung là mình đi đến đây thì mình thấy những cái chỗ nào dơ thì mình quét ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mình có đi núi đi non thì mình đi thì mình cũng nhớ cầm theo cây chổi ha cô chú anh chị, biết đâu cái sự thành tâm nhỏ nhỏ đó thì nơi sơn thần bảy núi thì những vị linh thiêng họ sẽ độ cho cô chú anh chị là được nhiều sức khỏe hơn để mà có tài có lộc mỗi năm nha cô chú anh chị mình. Thì bây giờ thì Hiền cũng đi đến nơi khác để mà tìm hiểu cho cô chú anh chị mình xem nhiều hơn. Cô chú anh chị mình ơi, thì Hiền cũng chưa có kinh phí để mà đầu tư cái cây chống rung, nên thành ra cầm cái điện thoại như thế này rung rung thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha. Có nước thang đi xuống nha cô chú anh chị, mình đi cái đường này đi xuống. Đi mình đi núi thì mình đi cẩn thận nha cô chú anh chị, nhớ là ở nhà mình rèn luyện thể lực cho cái bộ chân của mình mạnh lên.
À, cô chú anh chị mình thấy không, đây là một cái ngôi quán để cho cô bác mình đi biến núi non, thì mình có chỗ dừng chân, có võng ha cô chú anh chị, có nước. Dạ cô chú anh chị mình ơi, thì video của Hiền thì cũng đến đây là kết thúc. Hẹn cô chú anh chị là cái video tiếp theo ha cô chú anh chị mình, thì sẽ khám phá cũng là lần tới sẽ khám phá một cái núi tượng nữa, tiếp tục thì địa điểm khác để cho cô chú anh chị mình để mà biết rõ cái ở trong vùng Thất Sơn Bảy Núi ha cô chú anh chị. Thì trong Năm Non Bảy Núi này thì cũng rất là nhiều điểm để mà mình đi đến và để mình viếng, để mình tìm hiểu biết được cái nơi Năm Non Bảy Núi rất là linh thiêng như thế nào, và mình sẽ khám phá nhiều chỗ để mà cho cô chú anh chị mình để hiểu hơn và biết hơn. À, sau này có đi về An Giang thì có đi những cái trong Năm Non Bảy Núi này, biết có nhiều điểm hơn để mà đi đến đó để viếng ha cô chú anh chị. Thì nơi đây thì là cung lối vào cung đường nha cô chú anh chị mình, là hồi nãy đây Hiền cũng có dẫn cô chú anh chị là xem để biết nhiều nơi cung đường, thì trên đỉnh cao nhất của núi tượng ha cô chú anh chị. Thì hẹn cô chú anh chị vào dịp khác để mà Hiền đi đến núi tượng để mà khám phá thêm, để cho cô chú anh chị mình để biết rõ hơn được cái nơi đây là cái sự huyền bí và tâm linh như thế nào ha cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình rất mong cô chú anh chị mình xem và ủng hộ Hiền là một like và một lượt chia sẻ giúp Hiền ha cô chú anh chị, để mà nhớ ai những ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video của Hiền đi khám phá những trong Năm Non Bảy Núi, để mà biết được nhiều chỗ hơn ha cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị nhớ nhấn chuông để mà để biết được khi mà mỗi lần mà Hiền có video mới thì nó sẽ hiện lên trên màn hình điện thoại của cô chú anh chị để biết nhiều điểm hơn. Sau này mình có đi du lịch hoặc là mình đi cúng lại ở vùng Năm Non Bảy Núi, thì cô chú anh chị mình, thì nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu hoặc là không biết rõ được nơi địa điểm, thì cô chú anh chị mình thì cũng đã để dưới phần mô tả số Zalo của Hiền, thì Hiền cũng rất mong chào đón cô chú anh chị trong Zalo của Hiền ha cô chú anh chị. Thì Hiền cũng nói sơ lược Zalo của Hiền là 0983 838 963 nha cô chú anh chị. Dạ thì Hiền sẽ điện cho Hiền, hoặc là có đi về An Giang thì điện cho Hiền để mà Hiền dẫn cô chú anh chị nơi Hiền biết, để mà mình đi đến đó để mình khám phá, để mình tìm hiểu nhiều hơn, để mình biết được mình cúng, mình lại, mình cầu cho cả năm về sức khỏe, tiền tài hoặc là làm ăn ha cô chú anh chị mình. Thì mến chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, và vạn sự như ý ha cô chú anh chị. Dạ, bye bye, và mến chào cô chú anh chị.